trên nẻo đường thiên lý. 3. Niết bàn không phải là cảnh giới. Niết bàn là trạng thái chứng nghiệm tự tâm. Đã là trạng thái của tâm thì nó có mặt trong mọi tâm thức con người, tùy vào mức độ thanh lọc ô uế, trình độ sống và tùy vào nội tâm của mỗi người từng huy tập được chủng nhân như thế nào thì họ có thể thể nghiệm được Niết bàn ngay hiện tiền. Đây là giải thích thứ nhất. Giải thích thứ hai, tâm ta là một dòng chảy, là những con sóng luôn sinh diệt, luôn cuồn cuộn. Nhìn một dòng sông đang chảy sẽ thấy những lúc nó sôi sục cuồng nộ, có những lúc bình lặng, tĩnh tại như không chảy. Từ điều này ta nhận ra dòng năng lượng của tâm khi bị tác động bởi phiền não thì nó thành ra những trạng thái y như hiện tượng thiên nhiên sinh khởi. Ví dụ, dòng sông đi ngang qua một vùng nhà máy công nghiệp, nó tiếp nhận hóa chất đổ vào, lập tức nó trở nên ô uế, độc hại. Nếu sau đó dòng chảy được lọc ngang qua sa mạc cát thanh lương, nó sẽ trở thành một dòng nước ngọt, mát dịu, trong lành, nuôi sống con người. Tâm ta cũng vậy, khi để cho các tập khí chứa chất những sân si, phiền não, bất an nơi đáy lòng, thì ngay thời điểm này, người đó là hiện thân của ma dương, ác quỷ, la sát, Atula hay địa ngục. Thế nhưng, một lúc nào đó, khi nhân duyên đủ đầy, chuyển đổi được tâm, lọc sạch mọi cấu quế, thì năng lượng của dòng sông tâm thức sẽ trong lắng, bình an, hài hòa, bất động và tỏa sáng. Trạng thái tâm lúc ấy tương ứng với Niết bàn. Hiểu được điều này, ta sẽ nhận ra tâm thức của ta là một dòng năng lượng mà mình có khả năng chuyển hóa nó. Mình có khả năng làm cho trạng thái Niết bàn có mặt ngay hôm nay, chứ không cần đợi đến cuối đời hay kiếp lai sinh.